Rồi trong cái video này mình sẽ nói về Google tiếp. Hôm bữa có một bạn hỏi mình là cách gắn thẻ nhớ của Google, thực sự ra thì nó rất là đơn giản, đây là hết sức là bình thường đó mọi người, nhưng mà có nhiều bạn mới mua không biết sử dụng thì mình cũng làm video để các bạn có search thì các bạn có thể làm theo. Thì để gắn cái thẻ nhớ của con Google thì đầu tiên các bạn gỡ Google ra, nếu mà xài MediaMod thì gỡ kiểu này, gỡ Google ra. Và còn nếu như mà các bạn xài cái này nó có cái app á, thì các bạn ở đây các bạn thử này ra, là chỗ lấy pin đó các bạn gỡ pin ra nha. Ở đây các bạn chỉ cần gỡ pin ra thôi, đó gỡ pin ra thì các bạn sẽ thấy thẻ nhớ nằm đây ha. Bạn thấy thẻ nhớ không? Thì đối với lấy thẻ nhớ đơn giản lắm, nhấn nhẹ cái rồi bạn rút ra thôi, khá là đơn giản. Hay chưa? Còn muốn gắn thẻ nhớ rồi lại các bạn để thẻ nhớ cái mặt này này, nó ấp vào trong này, ấp vào dách nó, ấp vô thành nó rồi mình đẩy vô, khá là đơn giản hết chưa. Ở đây mình sẽ sử dụng cái thẻ nhớ cực kỳ xịn của SanDisk nè, thẻ SanDisk 128GB. Cái thẻ này là mình được tặng ở trong cái sự kiện á, mấy anh em làm camera chung với mấy anh em tặng mình cái thẻ nhớ này, mình quay 4K rồi 4K luôn, rất là đỉnh luôn, mình rất là thích cái thẻ nhớ này, giờ nên là để ghi mình luôn. Hầu như là mình chả bây giờ số tại vì nó quá nhiều dung lượng nên mình quay ít lắm. Khi lắp thẻ nhớ vô xong các bạn chỉ cần đóng vô đây thôi ha. Đó, đóng vô rồi xong là các bạn có thể sử dụng cách hết sức bình thường là đóng lại thôi. Rồi gì là mình có thể quay được đây ha, khá là đơn giản. Ok mọi người, bye bye mọi người nha.